Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Phan Gia. Chúc các bạn ngày cuối tuần an nhiên hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục bàn luận về tướng số người phụ nữ đào hoa đa tình các bạn nhé. Người ta thường nói đàn ông vốn đa tình. Thật ra phụ nữ cũng có nhiều người rất đào hoa, thậm chí còn lăng nhăng không kém các quý ông đâu các bạn ạ. Đa tình vốn là một từ Hán Việt, đa là nhiều, tình là tình ái, tình cảm. Cũng chính vì thế, khi yêu, người ta thường tránh lựa chọn những người có ái tình đa mang như vậy. Nhưng điều đó cũng không dễ dàng gì, vì khi một người đa tình thường rất khéo léo, giấu giếm sự lăng nhăng bên trong cái vẻ dễ gần, mềm mại và một mực chung thủy của họ. Vậy điều gì giúp chúng ta có thể nhận biết được những đặc điểm này của họ? Trong nhân tướng học thì thường dựa vào tính cách, vóc dáng như những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người, hay là đàn bà đuôi mắt lá khoai, thương chồng thì ít, thương trai thì nhiều. Còn về tử vi tướng số, người cổ xưa thường dựa vào sao chiếu mệnh để nhận biết. Những con giáp được sao đào hoa chiếu mệnh thường rất đam mê ái tình và cũng cả thèm chóng chán nữa. Trong đó, nổi bật là bốn con giáp nữ có con đường tình duyên nhiều sắc màu nhất. Họ đam mê, tham vọng và dễ thay đổi để thỏa mãn sự ham muốn ái tình của bản thân mình. Con giáp thứ nhất là nữ nhân tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ có tính cách nổi trội là nhanh nhẹn, hoạt bát, phóng khoáng. Họ thích sự tự do bay nhảy, khả năng quan sát của họ cũng nhanh nhạy, sắc bén. Vậy nên nữ nhân tuổi Ngọ cũng khó chịu với việc ngồi yên một chỗ. Trong tình yêu đôi lứa, họ dễ dàng rơi vào lưới tình. Họ dễ yêu nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và nhanh chóng buông bỏ trước khi tìm được người yêu phù hợp để chung sống lâu dài. Khi đối phương có những cử chỉ thân mật, trái tim nhạy cảm của nữ nhân tuổi Ngọ rất dễ dao động và đáp trả mãnh liệt. Tuy thế, họ cũng cả thèm chóng chán. Nếu người đàn ông chỉ cần sao nhãng, ít quan tâm một chút là họ lập tức cảm thấy trống vắng. Để tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, họ đã tiếp cận thêm người đàn ông mới. Do đó, dù đã có người yêu, cô nàng tuổi Ngọ vẫn thường bắt cá hai tay, và ngay cả khi đã kết hôn, họ cũng có thể ngoại tình. Nữ nhân tuổi Ngọ cần tự ý thức được những việc gì không nên làm trước khi xảy ra hậu quả không mong muốn. Và người đàn ông của họ cũng cần đủ bản lĩnh cầm cương ngựa để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu và hôn nhân. Nữ nhân tuổi Ngọ cần dùng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc trong các mối quan hệ, đặc biệt là những con giáp đã trải qua hai lần đò. Vòng tam hợp quý nhân giúp mệnh chủ xua đuổi tà khí, công danh hưng thịnh, vật chất dư giả. Con giáp thứ hai là nữ mạng tuổi Dậu. Nữ nhân tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong hệ tử vi phương Đông. Họ rất biết an diện, biết cách chăm sóc ngoại hình và luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Trong tình yêu, họ là những người phụ nữ đảm đang, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình,
chăm lo con cái là một người vợ, người mẹ lý tưởng. Nhưng cũng chính vì điều này, các cô nàng tuổi Dậu dễ khiến đàn ông siêu lòng. Buông lời tán tỉnh, vì sự đam mê nhất thời, họ dễ sa vào những mối tình lãng mạn. Nếu người yêu hay người chồng hiện thời của họ có tính cách khô khan, cứng nhắc, thì khả năng ngoại tình của nữ tuổi Dậu rất cao. Điều họ yêu thích là chiều chuộng và những lời đường mật. Vì họ cũng là con giáp nữ đào hoa nhất, nên sự phản bội là khó tránh khỏi. Sau mỗi lần chia ly, người phụ nữ vẫn luôn là người chịu thiệt thòi và gánh vác hậu quả. Vậy nên nữ nhân tuổi Dậu cần dùng vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để cân bằng hòa hợp, hóa giải xung khắc, xua đuổi tà khí, giúp cho gia đình hòa hợp, cân bằng âm dương, no đủ và thịnh vượng. Con giáp thứ ba là nữ nhân tuổi Thìn. Trong văn hóa phương Đông, rồng là linh vật được tạo ra trong trí tưởng tượng của con người. Vốn là con giáp thích khám phá và chinh phục, họ luôn muốn được thử các cuộc tình ngoài luồng. Dù đã có người yêu, nhưng chỉ cần có người tiếp cận một cách chân thành và nồng nhiệt sẽ khiến họ dao động. Hơn nữa, nữ nhân tuổi Thìn rất dễ bị lôi kéo. Họ cũng thường ảo tưởng về bản thân, có nhiều sự hấp dẫn, nên cố gắng thể hiện mình với người khác giới. Đây cũng là lý do chính cho bản tính trăng hoa của họ. Trong tình yêu hay hôn nhân, sự chia ly là điều cả hai bên đều không mong muốn. Và người phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi hơn cả. Vậy nên nữ nhân tuổi Thìn cần đeo vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn hóa giải để tránh hôn nhân tan vỡ. Hóa giải xung khắc, xua đuổi tà khí, xua đuổi thị phi, tiểu nhân đeo bám. Vòng tam hợp quý nhân giúp cho gia đình hòa hợp, ấm êm, hạnh phúc, công thành, danh toại. Con giáp thứ tư là nữ nhân tuổi Hợi. Họ là con giáp có tính cách hay thay đổi, ham thích những điều mới lạ và chán ghét những điều cũ kỹ. Tâm tư của người nữ tuổi Hợi thường trong trạng thái kém cân bằng. Dù đang trong một tình cảm yêu đương nồng nàn, họ vẫn luôn có một cảm giác lạc lõng và cô độc. Nếu gặp được người có nhiều sức hút hơn, họ sẽ quên đi thân phận của mình. Khi ấy, việc duy nhất họ mong muốn là theo đuổi người mình quan tâm nhất. Những lời mật ngọt của người tình mới dễ khiến họ yếu lòng và đánh đổi cả hạnh phúc mà mình đang có. Do có tính cách bẩm sinh, có mới nới cũ của con giáp này, nên người yêu hoặc người chồng khó giữ chân được họ, ngoại trừ việc không ngừng làm mới bản thân mình. Người nữ tuổi Hợi vốn là con giáp đỏ tình, đỏ tài, không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà vận đào hoa cũng nở rộ. Tuy nhiên, do nội tâm khá phức tạp nên trong tình yêu, hôn nhân của họ khá nhiều sóng gió. Để tránh những tan vỡ có thể xảy ra, người nữ tuổi Hợi nên dùng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Đây là bộ pháp khí phong thủy hóa giải thị phi, giúp hòa hợp vợ chồng, gia đình hạnh phúc, viên mãn. Vòng tam hợp Hợi Mão Mùi còn giúp cho mệnh chủ sự nghiệp suôn sẻ, công danh thành đạt. Vậy vận đào hoa là tính từ để chỉ những người nhận được nhiều tình cảm của người khác giới. Và ngược lại, họ cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi người khác giới, nên thường không chung thủy với một mối tình. Theo tử vi tướng số thì những người đào hoa thường có vận số từ khi mới sinh ra. Nếu được hóa giải từ các vật dụng phong thủy sẽ trở thành những vận số tốt đẹp,
gia đình hay sự nghiệp đều có kết quả như ý muốn. Chúng tôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Phong Thủy Phan Gia.